Chào tất cả các em. Hôm nay là thầy sẽ sửa cái đề minh họa của bộ, bởi vì là mấy bữa nay là thầy lu bu quá cho nên là không có thời gian để mà sửa cái đề cũng như là chăm chút cho cái vlog, chăm chút cho cái kênh YouTube. Và hôm nay là cái ngày đặc biệt, ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thì thầy cũng xin sửa cái đề tiếng Anh luôn và phải tạo một khoảng thời gian nào đó cho các em làm. Thực ra thì bộ đã công bố cái đề minh họa đã từ rất là lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ mà bộ mới công bố. Và trên mạng thì cũng có nhiều nguồn khác nhau để sửa cái đề này. Tuy nhiên thì mỗi nguồn thì người ta họ giải thích một kiểu, và thường thường là các thầy cô trên trường vừa mới complain cho thầy á là thầy cô giảng nhưng mà có một số bạn không hiểu nơi. Thành ra là hôm nay là sẽ dành trọn một buổi để mà mình sửa cái đề cho nó bài bản luôn ha. Bây giờ đi vào câu số 1. We are, ba chấm, to hear that you are leaving. We are, ở đây phải là một cái tính từ em nhé. Ở đây phải là một cái tính từ. Biết không được ta. Đây là một cái tính từ. Có nghĩa là chúng tôi lấy làm gì đó để mà nói cho bạn hoặc là để mà thông báo cho bạn. Cái đề ở đây là nó cho là here that. Ngoài here ra thì chúng ta còn một số cái, ví dụ như là inform nè. Inform. Rồi say. Hoặc là want. Có nghĩa là chúng tôi lấy làm tiếc, hay là chúng tôi lấy làm vui mừng, hay là chúng tôi lấy làm bức xúc, hay là lấy làm gì gì đó để mà nói cho bạn nghe, hoặc là kể cho bạn nghe, hoặc là thông báo cho bạn về một cái gì đó. Ở đây là một cái tính từ. Nhìn vào câu A thì sadly nó không phải rồi, bởi vì chữ lay đây là trạng từ. Sad nick hơn là danh từ. Do đó là loại câu A với câu D đi. Được chưa? Còn lại sad với sad định thôi. Mà xác định hắn là cái động từ rồi, do đó còn là cái set, đây là hắn là tính từ, do đó đáp án là câu B. Bây giờ sang câu số 2. Câu số 2 là tag question, có nghĩa là câu hỏi đuôi. Và câu hỏi đuôi thì mình chỉ cần nhớ như thế này thôi. Đợi cho cái bảng nó lót rồi nè. Đây. Câu hỏi đuôi thì đầu này khẳng định thì đầu kia phủ định, chỉ cần nhớ như vậy thôi. Đầu A là dấu, đầu A là dấu cộng phẩy một phát, đầu B là dấu trừ. Ví dụ như trong câu này thì ở đầu này thì em nhìn thấy là is comfortable chứ không có chữ is not, do đó đầu này là đầu cộng, là đầu khẳng định, thì đầu bên này là phải là đầu trừ. Mà đã là is ở đây là is là thì gì các em? Is ở đây đó là thì hiện tại nhá. Đã là hiện tại thì làm ơn chữ was với chữ wasn't em bỏ giùm cho một cái. Mà is hắn là động từ to be thì cái chữ the này nó cũng chả có cái ý nghĩa gì hết, do đó đáp án là câu D. Đây. Chưa? Tiếp theo. Sang câu số 3. Câu này là một câu khó nhé. Với lại đây cũng thuộc là một cái dạng gọi là idiom. Idiom ở đây có nghĩa là những cái thành ngữ. Ví dụ như trong tiếng Việt của chúng ta thì có những cái thành ngữ, ví dụ như là nước chảy đá mòn hoặc là nước đổ đầu vịt, vân vân. Thì trong tiếng Anh nó cũng như vậy, nó cũng có những cái thành ngữ, nhưng nó cũng có những cái thành ngữ tựa tựa như thế. Vậy thì thành ngữ ở đây là knowing is her high orders. Nha. Câu này là một dạng thành ngữ. Đây. Tiếp theo bây giờ câu số 4. Câu số 4 ở đây em nhìn add in quick và on. Add in quick và on ở đây em chung quy lại là một dạng verb. Một dạng là giới từ. Bốn cái này đều là giới từ hết em nhá. Bốn dạng này là giới từ. Được chưa? Tuy nhiên em nhìn vào đây, câu số 2017. 2017
2017 hắn là một cái năm. Hắn là một cái năm. Vậy thì câu thần chú ở đây là gì? Câu thần chú ở đây là ngày on, giờ s, tháng năm in. Nhớ cái câu thần chú này là em điền giới từ cho nó chính xác. Đấy, ngày on, giờ s, tháng năm in. Được chưa? Vậy thì đây là một cái năm thì em điền in thôi. Đây. Bây giờ câu số 5. Cái chữ phi này có nghĩa là phí. Ví dụ như là viện phí hay là học phí hay là tình phí. Nói chung là những cái phí ví dụ như điện nước, internet và v.v. cũng thuộc cái phí. Còn fine đây là tiền phạt. Còn cái wage này là thù lao. Còn cái fair này là tiền. Tiền nhưng mà dạng giống như là dạng tiền thưởng, tiền bo vậy đó. Fair này giống như cái dạng tiền bo đó. Nhưng mà em đọc vào câu số 5, em để ý cái vế sau. The root, the root, the red line. Cả một cái cụm này nó có ý nghĩa là vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ. Đây. Vượt đèn đỏ thì sao ạ? Vượt đèn đỏ thì bị phạt thôi. Em vượt đèn đỏ là em bị phạt. Không có nói tới nói lui gì cho nó mệt. Đúng chưa? Để đi xe vượt đèn đỏ là em phải chấp nhận bị phạt. Thế thôi. Câu số 6. Câu số 6. Nga và Kate là bạn thân. Have many things in common. Có nghĩa là có những cái điểm chung. Có những cái điểm chung. Còn bốn cái này. Although có nghĩa là mặc dầu. Và despite có nghĩa là cũng mặc dầu luôn. Inspire up với despite cũng là mặc dầu. Do đó là hai câu này là hai cái đáp án mà sai rồi đấy nè. Tuy nhiên khác biệt giữa because và because of là gì? Because theo sau because, theo sau because là một cái câu hoàn chỉnh. Mà một câu là nó phải có chủ ngữ và vị ngữ rồi đúng chưa? Còn theo sau because of, theo sau because of là một cụm danh từ. Nhớ, cụm danh từ không phải là một câu hoàn chỉnh nhé. Ở đây they have many things in common. They đây là chủ ngữ. Và cái vế phía sau, cái chữ have many things hắn là vị ngữ. Cái chữ have này là vị ngữ. Do đó từ đó em suy ra đây là cái câu hoàn chỉnh rồi. Hắn mà đã là một cái câu hoàn chỉnh rồi thì không được dùng because of, dùng cái because thôi. Do đó đáp án là câu C. Tiếp theo sang câu số 7. Câu số 7, Linh ứng thích mèo. Thích mèo. Vậy thì kill gray English. Bốn đáp án này nó có chung đó là ba cái từ kill gray English. Vậy thì câu số 7 này là vị trí sắp xếp thôi. Vị trí sắp xếp của các cái tính từ thôi. Vậy thì em nhớ cái vị trí sắp xếp là em tuân thủ theo cái thứ tự obstacle. Mình không dùng Wacom với lại màn hình, mình cũng không phải thuộc dạng cảm ứng cho nên là viết nó chữ nó hơi xấu. Dùng dù mình viết. Obstacle. Ob đây là opinion. Là cái cảm nghĩ hay là cái ý kiến của mình về cái đồ vật gì đấy. S đây là kích thước, là size. A đây là tuổi tác hoặc là cái năm. Bao nhiêu mình dùng được bao nhiêu năm là age. Còn S C đây là color. O đây là có nghĩa là origin, là xuất xứ từ đâu, ví dụ xuất xứ từ Nhật, xuất xứ từ Lào, xuất xứ từ đâu đó. Còn M đây là material. Còn cái chữ P đây là purpose, là mình dùng cho, mình dùng cái vật đó cho mục đích gì. Còn cái chữ S đây ban nãy mình quên nói. S đây có nghĩa là shape.
Shape có nghĩa là cái hình dạng, ví dụ như hình trụ, hình nón, hình cầu, hình bình hành tam giác, rồi vân vân và vân vân. Đấy. Bây giờ nhé, bây giờ qua câu số 7 nhé. Hue đây là gì? Là cái cảm nghĩ của mình về con mèo đúng không? Con mèo nó dễ thương, con mèo nó dễ thương. Hue đây có nghĩa là dễ thương, thì cái cảm nhận của mình về con mèo đó là con mèo nó dễ thương. Là do đó nó thuộc cái hàng opinion. Cái chữ Hue này lẫn thuộc cái này. Dùng cái viết khác màu đi. Opinion là nó thuộc cái này. Là cái chữ Hue nó nằm ở đây. Được chưa? Tiếp theo. Gray. Gray này là ẩn thuộc dạng đây. Gray này là ẩn thuộc color, là cái màu xám. Con mèo nó màu xám. Đây. Thế thì cái chữ English này là gì? English này là origin. Origin có nghĩa là con mèo nó đến từ đâu? Con mèo nó đến từ nước Anh. Theo cái thứ tự như vậy thì đáp án là Kew Gray English. Kew Gray English. Do đó đáp án là câu A. Đó. Bây giờ câu số 8. Câu số 8. Câu số 8 đây là phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verb. Phrasal verb. Và muốn nắm được phrasal verb chẳng còn cách nào khác, làm ơn học thuộc giùm. Giống như là hàng đẳng thức với lại bảng cửu chương trong toán học vậy đó. Không còn cách nào khác, chỉ có một con đường duy nhất đó là em chỉ học thuộc nó mà thôi. Không ạ. Và em nhớ bad weather có nghĩa là thời tiết xấu. Còn until next week có nghĩa là đến tuần sau. Thì em tự suy đoán ra đó là picnic had been bị hoãn lại đến tuần sau đúng không ạ? Thường thường thời tiết xấu là cái buổi picnic của mình nó bị hủy đi. Nó bị hủy đi. Thì hủy đi thì put off đi lẫn bằng cái chữ này em ạ. Postpone có nghĩa là hủy hoặc là bị hoãn lại. Do đó đáp án là câu đi. Đây. Tiếp theo câu số 9. Câu số 9. Nhìn vào đây là ta dễ dàng nhận ra được cái gì? Con quyền nó đang mua sắm ở trong siêu thị. Nó đang mua sắm thì gặp một người bạn thân. Nói về mặt lý thuyết á thì nó là nói về mặt lý thuyết á thì cặn kẽ hơn á thì câu này có ý nghĩa là mình đang làm cái gì đó thì có một cái hành động khác nhảy vào, và hai cái hành động này nối nhau vào chữ when. Ở đây là cái vế đằng trước này là cái vế là đang làm gì đó nè, còn cái vế đằng sau này á là sorry, cái vế đằng sau này đó là nhảy vào này, mình đang làm thì có một cái gì đó chen ngang hoặc là cắt ngang. Vậy thì cái vế đằng trước này, cái vế đằng trước này không phải là quá khứ đang, mà đã là đang thì phải là tiếp diễn, được chưa? Đã là đang là phải là tiếp diễn. Còn hành động khác nhảy vào nó chỉ nhảy vào bình thường thôi chứ nó chả có cái gì hết, do đó là phải là quá khứ đâu. Về mặt lý thuyết nó là như vậy. Tuy nhiên câu 9 này là một câu cho không biếu không, không cần xét lý thuyết làm gì cho nó mày xác hết. Em để ý ở đây là cái vế đằng sau này em thấy chữ sâu nè, em thấy chưa? Vế sau này thì em đoán ra được là cái chữ sau này là nó ở quá khứ hay tương lai à? Cái chữ sâu, sâu là quá khứ của thằng si thì nó ở dạng quá khứ đúng chưa, mà ở dạng quá khứ thì chữ shop đi em loại đi, is stopping em loại đi, và đây là cái chữ has đây. Quan trọng quan quan tâm cái chữ has nhé, đừng có quan tâm mấy cái chữ râu ria nhá, quan tâm chữ has này thôi. Mà quan tâm cái chữ has này rồi á, quan tâm cái chữ has này rồi á thì câu D cũng dược luôn, do đó đáp án là câu A. Đây, word này mới đúng. Chưa? Yeah.
Thế thì bây giờ chúng ta sang câu số 10. Câu số 10. Take a deep breath có nghĩa là thở sâu. Take a deep breath có nghĩa là thở sâu. Còn before entering the interview room có nghĩa là trước buổi phỏng vấn. Trước phỏng vấn. Trước buổi phỏng vấn. Vậy thì compose herself nghĩa là tự soạn cô ta và include herself nghĩa là đem cô ta vào luôn. Còn conceit có nghĩa là dựa vào cô ta, do đó không đúng, do đó vẫn phải là câu A. Câu A ở đây có nghĩa là soi dịu cô ta. Soi dịu cô ta. Comprise yourself. Có nghĩa là soi dịu ai đó. Được chưa? Hay nói cách khác hơn á là comprise yourself. Có nghĩa là làm cho cái bản thân mình nó đầm xuống, nó bình tĩnh lại. Và em nhớ cho đó là comprise yourself. Comprise yourself. Comprise yourself. Comprise yourself. Lẫn bằng với là keep calm. Có nghĩa là giữ bình tĩnh. Được chưa? Đó, compile cell này nó bằng với chữ keep count. Keep count. Đây. Bây giờ sang câu số 13. Câu này mà để bị sai nữa là bị ăn đòn nhé. Đây cũng là một dạng cho không biết không. Em nhìn vào đây. The house. Hắn là cái nhà. Mà cái nhà tự hắn sơn nên là hắn phải có người khác sơn. Cái nhà hắn là vật vô tri vô giác mà. Do đó hắn phải được người ta sơn chứ. Là ở dạng passive voice. Đây. Passive voice. Passive voice. Passive voice là câu bị động. Được chưa? Mà passive voice. Passive voice. Do đó câu A với câu D là hai câu đáng bị loại đi. Bởi vì là ở dạng chủ động rồi. Mà đã là dạng bị động thì em làm ơn em nhớ cho cái cấu trúc của nó là be cộng với V3. Đã là thể bị động rồi, em phải nhớ một cái cấu trúc đơn giản như thế này: be cộng với V3 chấm hay. Được chưa? Đã là thể bị động rồi là em chỉ cần nhớ cấu trúc cái công thức của thể bị động hơn là be cộng với lại V3 hoặc là động từ bắt quy tắc tùy nhé. Mà ở câu B với câu C nó khác biệt nhau chỗ nào? Painting ở đây là verb in đúng không ạ? Nó không có thuộc theo cái quy tắc này đúng không? Nó không theo cái quy tắc này. Vậy nên câu C tạm biệt chim én. Còn lại câu B là đáp án đúng. Được chưa? Bây giờ sang câu số 14. Bây giờ qua câu số 14. Câu số 14. Câu số 14. Sunny là gì đây? Là quá khứ đúng không? Quá khứ vậy thì cái câu C này là cái câu phải tạm biệt chim én đi rồi. Được chưa? Câu C là cái câu phải tạm biệt chim én đi. Câu C là cái câu phải tạm biệt chim én đi. Vậy thì còn lại câu A, câu B và câu D. Nhưng mà ở đây là đầu câu phải không? Đầu câu. Đầu câu. Thì cái động từ đầu tiên hắn phải là dạng verb in em nha. Thì đó đáp án là câu B. Được chưa? Tiếp theo bây giờ sang câu số 15. Câu số 15. Xin lỗi các bạn. Ok. Bây giờ sang câu số 15. Câu số 15. Câu số 15 là
đây là so sánh hơn, đúng không? Vậy thì cấu trúc của câu này như sau: the cộng so sánh hơn, phải một phát, the cũng cộng so sánh hơn nốt. Vậy thì câu này nó có ý nghĩa là gì? Câu này nó có ý nghĩa là càng làm gì gì thì sẽ càng được gì. Ví dụ nhá, ví dụ như là càng chăm học thì sẽ càng học giỏi. Đấy, càng mình càng chăm học thì sẽ càng học giỏi. Hay nói cách khác là mình làm gì đó bao nhiêu thì cái hậu quả hay là cái hiệu quả mình sẽ thu được là bấy nhiêu. Đấy. Vậy thì sang cái đề the better ở đây là so sánh hơn thì vế đằng sau phải là so sánh hơn. Vậy thì câu A là cái câu phải tạm biệt chim én là cái thứ nhất. More of đây cũng tạm biệt chim én là cái thứ hai. Còn lại câu C và câu D. Vế đằng trước có giờ thì vế đằng sau cũng phải có giờ. Vậy thì đáp án là câu C. Thế thôi. Bây giờ sang câu số 16. Sang câu số 16. Bây giờ nói luôn. Câu số 16 và câu số 17. Hai câu này á thuộc cái dạng là hỏi đáp thông thường. Mà là hỏi đáp thông thường thì giống như là mình giao tiếp hàng ngày vậy thôi. Bây giờ sang câu số 16. Câu số 16 thằng Peter nó hỏi là: tao mượn cái bút của mày được không Nam? Vậy thì thằng Nam nó trả lời như thế nào? Thằng Nam nó phải trả lời là: ok, mày lấy đi Peter. Đây, đáp án là câu B nha. Here you are có nghĩa là tao cho mày mượn đó, mày lấy đi. Được chưa? Còn me too có nghĩa là tôi cũng vậy. Còn then a lot có nghĩa là cảm ơn bạn rất nhiều. Và congratulations có nghĩa là chúc mừng. Mà mình đi mượn viết mà, mượn viết, mình hỏi mượn viết thì người ta không có viết thì nói là viết của mày đây. Đơn giản là vậy thôi, đáp án là câu B. Được chưa? Here you are. Here you are đây có nghĩa là viết của mày đây, mày cầm lấy đi. Viết của mày đây, mày cầm lấy đi. Tôi cho mày mượn đấy. Cái là như vậy. Được chưa? Bây giờ sang câu số 17. Câu số 17 thằng Hải nói với Tom là: cảm ơn những lời tốt đẹp của bạn. Hay nói cách khác là trong những cái bản tin dự báo thời tiết livestream thì tôi thường nghe Diệu Linh nói câu là: cảm ơn những lời động viên yêu thương, hoặc là cảm ơn những lời động viên có cánh của quý vị và các bạn. Vậy thì để đáp lại cái lời cảm ơn đó thì ta dùng câu nào? Để đáp lại những cái lời cảm ơn đó thì ta dùng câu nào? Có nghĩa là mình cảm ơn thì họ cảm ơn mình và mình trả lời lại cái lời cảm ơn đó bằng cách nào? Vậy thì xem tư duy có nghĩa là tùy bạn thôi. Good idea có nghĩa là ý tốt. That's not good. Nó không tốt và you are welcome. Thường thường là thank you là nó phải đi đâu với you are welcome em nhá. Đây. Được chưa? Bây giờ xuống mấy câu dưới này. Thường xuống mấy câu dưới này và mỗi câu thì mình sẽ thường là mỗi câu là mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn. Bây giờ câu số 18 và câu số 19. Câu số 18 và câu số 19. Các bạn để ý giùm cho mình chữ stress. Để ý giùm cái chữ stress này cho mình nha. Stress ở đây là gì ạ? Stress ở đây có nghĩa là nhấn âm. Được chưa? Mình viết không đọc ra gì hết. Đầu voi đi chụp rồi. Stress ở đây có nghĩa là nhấn âm.
nhắn âm. Có nghĩa là mình đặt cái từ lên là mình thấy cái chữ nào nó có dấu sắc thì mình coi đó là nhấn âm. Đấy. Thế thì xét câu 18 và câu 19. Câu 18 khá là phùn. Vậy thì em đọc vào em nghe cái chữ khá là cái dấu sắc đúng không ạ? Khá là phùn. Vậy thì cái chữ khó, khá đó là nhấn âm thứ nhất. Câu B romantic. Rồ là dấu huyền, rồi sau đó mén là lên là dấu sắc. Vậy thì rồ mén là nó không có nhấn âm ngay như câu 18. Nó nhấn rồ là sau đó mới đi mén chứ không có khá trước liền. Là có nghĩa là cái dấu sắc nó không có tới liền. Dấu sắc nó tới từ từ thôi chứ nó không có tới liền. Đấy. Do đó là đáp án là phải đợi hai câu này. Bây giờ câu C. Difficult. Mới vô là deep là dấu sắc liền rồi ha. Câu D cũng rớt. Positive là mới vô là sắc liền rồi. Colorful, difficult, positive mới vô là ba cái âm này là dấu sắc đầu tiên rồi. Nhưng mà câu B là rồ rồi mới đến mét. Có nghĩa là dấu huyền rồi đấy. Xong dấu sắc là dấu sắc nó vô muộn hơn so với lại ba thứ còn lại. Do đó đáp án phải là câu B. Đó. Tiếp theo sang câu số 19. Câu số 19 a mouth, story, money, picture. Vậy thì ba cái này là mới vào rồi có dấu sắc liền đúng không? Còn câu A là ở dấu huyền rồi xong mới đến máu. Ở máu. Do đó đáp án phải là câu A. Được chưa? Tiếp theo bây giờ sang câu số 20. Câu số 20, phát âm ED. Phát âm ED nó theo nguyên tắc em à. Phát âm ED là em phát âm theo nguyên tắc chứ không phải là phát âm theo cái chữ mà gạch dưới. Ví dụ như là câu 21 đi là phát âm dựa trên cái chữ gạch dưới. Là trong bốn cái chữ đó, ví dụ như cùng một cái chữ A đó thì cái chữ A nào nó có cái cách đọc khác so với lại ba cái chữ A còn lại thì mình chọn. Tuy nhiên thì câu 20 này là phát âm ED và phát âm S, ES. Nó theo một cái nguyên tắc hết tất. Nó theo một cái nguyên tắc hết cả. Vậy thì câu số 20. Câu số 20. Stop. Work. Mix. Đấy. Ba cái chữ này. Là ba cái chữ này là mình đọc có là stopped, worked and meet. Bởi vì sao là như vậy? Bởi vì ban nãy là mình đọc tận cùng của mấy câu rồi. Đây là âm p này, còn đây là âm k này, thì cái đây là âm s này. Thì em nhớ nguyên tắc thôi. Sáng xô chiều phở cà phê thôi hết. Là những cái chữ này phát âm ed là stopped, worked and meet. Còn câu b là đọc là handy. Nó khác với lại ba thứ còn lại. T với D là tặng cùng là T với D là phát âm là it, handed. Do đó đáp án là câu B. Chưa. Bây giờ sang câu số 21. Câu số 21. Day, bang, play and make. Đây là âm A, play cũng là A và make cũng là A. Còn câu B là bang là âm A nên thành âm A, do đó đáp án không là câu B. Đơn giản thôi, không có gì khó hết. Tuy nhiên mà muốn làm được câu 20 thì em làm ơn em học thuộc công thức hoặc là em hay nói cách khác hơn á là em phải học thuộc cái nguyên tắc, phải nắm vững cái nguyên tắc em mới làm bài được. Còn không nắm vững nguyên tắc coi như là giống như là nước lửa đun. Vậy thôi. Bây giờ sang câu số 22 đến câu số 25. 22 đến 25. 22 đến 25. Là thuộc dạng gì? Chọn từ đồng nghĩa và chọn từ trái nghĩa. Có nghĩa là người ta cho những cái từ gạch chân. Nhiệm vụ của em á là tìm từ đồng nghĩa hoặc là tìm từ trái nghĩa so với lại cái từ gạch chân. Đó là cái yêu cầu của đề bài nha. Yêu cầu của đề bài là như trước. Yêu cầu của đề bài là như trước.
Và trong đề có một số thằng đi vào thi mà cái mắt nó để đi đâu á, cái chữ closing với cái chữ opposite này người ta họ đã cố tình họ in đậm lên rồi, cố tình in đậm lên rồi, và em mà vào phòng thi lại không để ý hai cái chữ này, do đó làm bài trật hết. Bây giờ là lần này lần thứ N mình nói nhé, chữ closing ở đây, closing ở đây có nghĩa là đồng nghĩa, đồng nghĩa. Còn opposite là trái nghĩa. Được chưa? Nhớ hai cái chữ này nhé, không được quên nhé. Nhớ hai cái chữ này, làm ơn khắc cốt ghi tâm hai cái chữ này vào đầu giùm cho một cái. Đây, khắc cốt ghi tâm hai cái chữ đó đi. Và đi thi nhớ để ý, người ta đã in hoa cho rồi mà còn sai nữa là coi như là bó tay luôn đấy. Bây giờ sang câu số 22. Câu số 22, glad có nghĩa là vui mừng. Vui mừng vậy thì đồng nghĩa có vui mừng là happy. Vậy thôi, đơn giản. Câu số 23. Câu số 23. Understand là hiểu được. Hiểu được nó đồng nghĩa với now hả? Đơn giản. Tiếp theo. Bây giờ bây trừ câu số 24 siêu ốc và khai có nghĩa là John và Liên đi lẫn giống nhau, nhưng giống nhau là đều là một chuyên gia ấy. Số lượng, bây giờ nói luôn số lượng em cộng với ốp ở khai, chắc bữa sau chắc mình phải đầu tư thêm cái qua cầm quá. Ốp ở khai, ốp ở khai số lượng cộng với ốp ở khai có nghĩa là duy độc nhất, không gửi bị lỡ rồi. Đây, số lượng cộng với ốp ở khai, chờ mình một tí nhé. Số lượng cộng với up và khai có nghĩa là cũng bằng với cái chữ này em ạ. Bằng với cái chữ này nè. Có nghĩa là duy nhất đó em. Vậy thì khác biệt của duy nhất là differ from each other. Khác nhau một trời một vực. Differ from each other có nghĩa là khác nhau một trời một vực. Đấy. Vậy thì câu số 25 mình chả cần để ý, mình chả cần cái gì để ý cái chữ đun làm gì cho nó mệt. Câu chuyện của thằng Bình nó kể ra làm cho mọi người cảm thấy rất là thích thú. Vậy thì nó không phải là một cái cảm giác nhàm chán, không phải là cảm giác nhàm chán. Cái chữ đun này có nghĩa là nhàm chán, cái đun này có nghĩa là nhàm chán. Vậy thì trái nghĩa của nhàm chán là hào hứng. Vậy có nghĩa là nó có nghĩa là câu số 25 đi, nó có nghĩa là nó không phải là một cái cảm giác, nó không bao giờ là một cái cảm, nó không bao giờ mang lại cho mình một cái sự nhàm chán, bởi vì á là cái câu chuyện của anh ta làm cho người khác vui thì làm cho người khác vui thì nó không nhàm chán, và trái nghĩa của nhàm chán là vui vẻ. Bây giờ câu 26 và câu 27. Câu số 26, 27 em để ý cái chữ này. Combine. Combine đây là có nghĩa là nối hai câu. Nối hai câu. Nối hai câu lại với nhau. Em để ý câu 26, hai câu được tách ra riêng biệt. Câu 27, hai câu cũng được tách ra riêng biệt. Vậy thì nhiệm vụ của ta đi nối hai câu này lại là một. Thế thôi. Bây giờ câu số 26. Học sinh không được phép đem các thiết bị điện tử vào phòng thi. No exception whatsoever.
Có nghĩa là quân pháp bất vị thân. Không có thầy mà là nhân do. Không có trường hợp ngoại lệ. Vậy thì đồng nghĩa của cái này là under no circumstance, by no means, at no time và on no association. Trong bốn cái này, vậy thì chọn cái nào? Quân pháp bất vị thân thì nó đồng nghĩa với cái này em nhé. Nhìn vào đây là ta dễ dàng ta loại câu B rồi. Ở đây là are forbidden. Mà đây là were, do đó là khác thì rồi, do đó là loại câu B. Được chưa? Loại câu B là vì lý do đó. Còn câu C với câu D thì hai câu này nó vô nghĩa rồi. Và em cứ nhớ trong đầu là quân pháp bất vị thân là nó bằng với under no circumstance. Được chưa? Tiếp theo câu số 27. Câu số 27 cũng xe nên nó thích mua máy nhưng mà nó không có đủ tiền. Vậy thì if only này nó bằng với I quit. Sorry. Đúng rồi. If only nó bằng I quit. Giá mà không có đủ tiền thì không thể mua được máy tính. Câu B ngán nhuận nhuận rồi, cho đó loại đi. Tiếp theo câu C, nếu có đủ tiền thì không mua máy tính. Muốn mua có nghĩa là phải có đủ tiền thì mới mua máy tính, do đó câu C cũng nhuận nhuận loại. Câu D đây là ước gì có đủ tiền vì thế mua máy tính. Câu A provided là giả sử rằng, provided này có nghĩa là giả sử rằng, giả định rằng, giả sử rằng là có đủ tiền không mua máy tính. Ngược vòng do đó đó phải là câu D. Sen ước sao cô ta có đủ tiền để mà mua cái máy tính mới, nên đó phải là câu D. Được. Tiếp theo bây giờ sang câu số 3, 28 đến 30. 28 đến 30. 28 đến 30. Keyword của nó là need correction, có nghĩa là cần được sửa chữa. Có nghĩa là trong những cái đám gạch chân này có một cái gì đó nó không ổn. Nhiệm vụ của mình là phải tìm cái điểm nó không ổn mà mình sửa lại cho nó đúng, hay nói cách khác là mình là bác sĩ chữa bệnh cho cái câu của mình cho nó khỏe mạnh hơn. Đây. Bây giờ sang câu số 28. Ở đây là yesterday rồi đúng không ạ? Yesterday mà cái động từ ở đây là have had. FS ở đây là hiện tại. Hiện tại phải sửa thành header mới đúng. Phải sửa thành header mới đúng. Do đó là đáp án phải là câu A. Nhìn vô là dễ dễ biết được luôn. Tiếp theo bây giờ sang câu số 29. Bây giờ chúng ta sang câu số 29. 29 be different from nó chả có gì sai hết. Và các bạn nhớ cho một cái, be different from hắn là khác biệt với, khác biệt với. Đó là một cái dạng giống như là idiom đó. Cái dạng này là em phải học thuộc lòng em mới nắm được, chứ em không học thuộc lòng là coi như chết thôi. Cái này giống như hàng đẳng thức rồi. Do đó cái này không có gì sai. Love and marriage cũng chả có gì sai luôn. Mà teenager mà cái vế đằng trước này là chữ R, chữ R, cái vế đằng trước này là chữ R, cái vế đằng trước này là chữ R, cái vế đằng trước này là chữ R, cái chữ vế đằng trước này là chữ R. Mà teenager này là có chữ S này rồi, là do đó là số nhiều, do đó không có gì sai hết. Do đó còn lại câu C thôi. Vì sao câu C sai? Teenager này, hit này là bổ nghĩa cho teenager. Nhá.
hit nó bổ nghĩa cho teenager. Nó bổ nghĩa cho teenager, vậy là hit nên phải thay bằng there. Do đó là cái chỗ sai đây mà. Chưa? Yeah. Đấy. Bây giờ qua câu số 30. Qua câu số 30. Qua câu số 30. Bây giờ em để ý. Expensive, đây hắn là tính từ. Hắn là tính từ. S, do đó là sao bạn nha. S cộng với tính từ. Em cộng với S là hắn là dạng so sánh bằng. So sánh bằng. Không hơn không kém. Không hơn mà what the hell. So sánh bằng. So sánh bằng ở đây có nghĩa là không hơn cũng chả kém. Cấu trúc của so sánh bằng là như vậy. Do đó câu C này cũng chả có gì sai. Ngược lại, bây giờ chúng ta xem câu D. Can afford này có nghĩa là không, không có lo lắng. Đừng có lo lắng. Không phải lo lắng. Do đó câu D cũng chả có gì sai. Và câu A, trước danh từ, how này là danh từ đúng không? Trước danh từ là một cái gì? Là một tính từ. Comparative có nghĩa là tính từ. Do đó câu A không có gì sai. Do đó còn lại là câu B. Approximately. Bỏ chữ ly đi. Là sao? Hey. Câu số 30 đi là mình dùng đầu óc suy luận để mình làm em ạ. Mình dùng đầu óc suy luận để mình làm và mình loại, mình tìm ra những cái câu sai. Vậy thôi. Bây giờ sang câu số đây. Câu số từ câu số 31 đến câu số 33. Từ câu 31 đến câu 33. Từ câu 31 đến câu 33. Câu số 31 đến câu 33 là em viết lại câu. Có nghĩa là họ cho một cái câu gốc. Nhiệm vụ của em là tìm một cái câu mới nó giống như cái câu gốc. Thường thường là ngày xưa là đi thi tự luận, nhớ là cái năm 2006 là còn thi tự luận là họ cho một cái câu như vậy và mình tự mình vắt óc ra mình viết một cái câu mới sao cho có nghĩa của câu gốc nó không có thay đổi. Có nghĩa là Thu là bạn thân nhất của em, mình phải tìm cách mình vắt óc mình viết ra cái câu là bạn thân nhất của em là Thu, kiểu như thế. Hồi xưa là phải vắt óc ra suy nghĩ chứ không có trắc nghiệm như thế này đâu. Cái thời điểm năm 2006, cái năm đó là như vậy. Còn bây giờ là thay đổi hình thức thi là nó khác biệt rất là nhiều so với ngày xưa. Đây, ở đây là not necessary là không có cần thiết. Không có cần thiết mà không có cần thiết mà đây must do là trật bài. Would. Đấy. Would do cũng trật bài not. Và can do là cần sai. Không cần thiết, không phải là không thể đâu nha. Do đó đáp án là câu D. Đây. Bây giờ sang câu 32. Tôi có thể tập thể dục. Mark nó bảo như thế. Và thường thường bắt đầu bằng must set. Sorry, must set up mới đúng. Must set up là cái từ bắt đầu. Là must set up là must nói rằng. Vậy thì nó thuộc cái dạng nào? Thuộc cái dạng robotic speech. Là câu tường thuật. Có nghĩa là mình đi tường thuật lại cái lời của người ta nói. Mà đã tường thuật rồi thì cái chữ can này phải lùi xuống thành could em nha. Do đó đáp án câu B tạm biệt chim én. Câu C cũng tạm biệt chim én nốt. Và cái chữ zig này em phải đổi thành zag nha. Zig này phải đổi thành zag, do đó là bốn cái câu này không có gì sai. Tuy nhiên, khác biệt giữa câu A và câu D là chỗ nào? Khác biệt giữa câu A và câu D ở đây là I could do và he could do. Khác biệt lớn nhất là cái chỗ đó. Khác biệt lớn nhất là cái chỗ đó. Ở đây là mình đang tường thuật lời của thằng Mark nó nói.
chứ không phải là mình nói lại cái lời của mình. Có nghĩa là Mark nói rằng anh ấy có thể tập thể dục chứ không phải là tôi có thể tập thể dục. Đích thân thằng Mark nó nói hắn có thể tập thể dục được. Do đó câu A tạm biệt với mẹ, còn lại câu D. Đây. Tiếp theo câu số 33. Câu số 33. Last went out a month ago. Last went out là cái lần cuối anh ta ra ngoài là một tháng. Câu A này nó đồng nghĩa với lại câu trên nào, nhưng mà cái chữ đích định câu A này trong bài này. Lần cuối ra ngoài chứ không phải là không ra ngoài này một tháng, không phải là không ra ngoài. Lần cuối ra ngoài. Câu A này là tự tự như câu gốc cho nó là loại nóng. Có nghĩa là câu này có ý nghĩa là gì? Câu này có ý nghĩa là lần cuối anh ta ra ngoài. Một tháng trước là lần cuối anh ta ra ngoài. Hay nói cách khác là lần cuối mình làm gì gì đó là ngày tháng năm nào, và sau cái lần cuối đó thì mình không làm nữa. Do đó đáp án phải là câu câu gì à? Theo các bạn là câu gì? Lần cuối em nhìn có một câu C là cũng là một câu loại đi, bởi vì là có một tháng để mà ra ngoài. Câu này là trật lất câu chìa nào đấy mà đấy. Cái đó còn lại B và D. B và D khác nhau chỗ nào? Em để ý chữ for mình. Và đây, đây là dấu hiệu của thì gì? Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành, đúng không? Hiện tại hoàn thành thì cách dùng nó như thế nào? Cách dùng của nó là diễn tả một hành động ở quá khứ và kéo dài đến tận hiện tại. Đến tận hiện tại. Và câu số 33 đây là một tháng trước anh ấy ra ngoài, sau một tháng đó anh ta lặng tâm luôn, lặng tâm mãi đến bây giờ luôn. Có nghĩa là anh ta không ra ngoài trong vòng một tháng qua. Giờ đó đáp án phải là câu đi. Được chưa? Tiếp theo 34 và 38 điền vào chỗ trống. Bây giờ nhé, điền từ vào chỗ trống. Câu số 34, số ít hay số nhiều em? Trả lời. Số nhiều đúng không ạ? Số nhiều mà đây là ít là số ít phải không? Và câu C nhé. Bây giờ cái chữ khác, bây giờ cái sự khác biệt giữa mất và many vẫn có bạn sai đấy chứ không phải giỡn đâu. Vẫn có bạn sai đó chứ không phải giỡn đâu. Vẫn có người sai đấy. Sự khác biệt giữa mất và many là gì? Mất là không đếm được, many là đếm được. Tuy nhiên ở đây families do đó là phải tạm biệt với mé thằng này, đúng không ạ? Mất là không đếm được mà, mất là không đếm được, bên này là đếm được, không đếm được, bên này là đếm được. Nên nào, tuy nhiên khác biệt giữa every với bên này là một vài và every là mỗi. Bây giờ đọc vào câu 34. Mỗi gia đình vẫn còn cái thói quen là xem tivi cùng nhau. Hay là câu D là nhiều gia đình vẫn còn. Theo mình nghĩ là nhiều gia đình nó sẽ hay hơn. Giờ đó phải là đây. Tiếp theo 35. Ba cái này cùng chung cấu trúc. Anh đâu phải biết cái này làm gì cho nó mày sát. Anh đâu phải otherwise phải, however phải, và for example phải.
Tuy nhiên, hãy đọc kỹ vào cấu trúc của câu. TV đem lại cho con người cái gì gì đó, có nghĩa là con cái TV có thể giúp cho chúng ta nhận biết được những cái nhận biết sâu hơn về những cái thứ mà chúng ta học ở trường, và giúp cho chúng ta nhận biết nhận thức được một số cái vấn đề chẳng hạn như là biến đổi khí hậu vân vân và vân vân, nó giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về những cái vấn đề như vậy. Xin lỗi các bạn. Vậy thì cái vế đằng sau TV nó phải thay đổi để nó phù hợp xu thế. Ví dụ nó phải thay đổi trật bài, mặc dù nó phải thay đổi trật bài. Tuy nhiên, however, vì otherwise, nếu không thì giữa otherwise và however. However là tuy nhiên, còn although là mặc dù, for example là ví dụ. Otherwise, bởi thế nó phải thay đổi. Do đó đáp án là câu B. Bởi vì là ba câu này nó nghĩa khác rồi. Although là mặc dù, còn however có nghĩa là tuy nhiên, còn for example là ví dụ. Và cái câu này có nghĩa là TV nó giúp chúng ta nhiều thứ bla bla bla. Do vậy, otherwise có nghĩa là do vậy nó phải thay. xin lỗi các bạn. Otherwise. Do đó là câu 35 là B, là otherwise, là do vậy muốn giúp ích được cho con người vì thế nó phải thay đổi, do đó nó mới là câu B. Đây. Tiếp theo nhé, sang câu số 36. Câu số 36, most important has been technology. Do đó câu số 36 ý nghĩa là như thế này: cái thứ quan trọng chấm 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 đến TV là công nghệ, có nghĩa là cái thứ gì đó nó chấm 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 đến TV là công nghệ. Do đó cái thứ mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển và cái sự thay đổi của truyền hình, thứ gì đó nó ảnh hưởng. Vậy thì cái chữ ảnh hưởng ở đây là influence. Đây. Yeah. Tiếp theo bây trừ sang câu số 37. 37, where, with, who and when. Bốn cái thứ này nó là cái gì? Nó là mệnh đề quan hệ mà. Mệnh đề quan hệ đúng chưa? Mệnh đề quan hệ. Vậy thì who này là người, when này là địa điểm, where này cũng là địa điểm. Đó. Xin lỗi các bạn. When ở đây là thời gian nhé, when là thời gian và where là địa điểm. Còn who là người. Do đó còn lại which là người hoặc là vật. Do đó đáp án như là câu B. Bởi vì cái đám computer and smartphone này là vật mà. Đúng chưa? Bây giờ sang câu số 18. Do đó TV, những cái đài truyền hình phải thay đổi cái cách mà làm show để mà ghiếp gì đó. Có nghĩa là truyền hình nó phải thay đổi để phù hợp với lại cái thị hiếu của khán giả. Khán giả, câu số 38 ở đây presenter có nghĩa là cũng bằng với lại con MC á. Visitor đây là khách du lịch vào trong những cái bảo tàng, vào trong những cái bảo tàng. Và spectator cũng bằng nghĩa với lại visitor luôn. Cũng là những cái nhà quan sát viên. Nó khác biệt chỗ là đây là những cái người quan sát viên hoặc là những cái người mà đi du lịch thám hiểm, đi quan sát cá tôm, còn visitor đi vào trong những cái khu du lịch hoặc những cái bảo tàng để mà tham quan. Do đó chỉ còn lại câu C là viewer, là khán giả truyền hình thôi, bởi vì là truyền hình là chỉ liên đới đến khán giả truyền hình thôi chứ không có liên đới đến những cái đối tượng nào khác, do đó nó là câu C. Rồi. Bây giờ còn lại những cái câu cuối. Còn lại để mình xem nha. 10 câu cuối. Vậy thì 10 câu cuối ở đây là gì? 10 câu cuối ở đây là bài đọc. Bài đọc. Bài đọc hiểu ý. Có nghĩa là cho em hai bài đọc. Một bài đọc dễ và một bài đọc khó.
Sở dĩ vì sao người ta học cho hai bài đọc như vậy, bởi vì là phân hóa học sinh khá giỏi trung bình yếu là nó nằm ở bài đọc. Anh nào mà anh làm được bài đọc khó là coi như anh đó là thiên tài. Và mình cũng lưu ý luôn á là cái thứ tự để mà làm bài á, là em vào phòng thi á là bài đọc nào dễ em làm trước, còn bài đọc nào khó em làm sau, cho nó đỡ mất thời gian và nó phù hợp với lại cái khả năng của em. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ qua hai bài đọc này để mình xem nhé. Qua hai bài đọc này, theo em bài đọc nào là bài đọc dễ và theo em bài đọc nào là bài đọc khó? Hãy trả lời. Bài đọc nào là bài đọc dễ và bài đọc nào là bài đọc khó? Cho một câu trả lời cụ thể đi. Cái này là theo cảm nhận của mỗi người thôi. Tuy nhiên theo mình thì cái chủ đề nào nó nổi cộm, nó gần gũi với cuộc sống là bài đọc dễ. Còn những chủ đề nào nó mang tính hàn lâm khoa học thì nó thuộc dạng bài đọc khó. Cách nhận biết đơn giản là như vậy. Cách nhận biết đơn giản là những cái vấn đề nào nó mang tính thời sự, hoặc là những cái vấn đề nào mà nó liên đới tới cuộc sống, vân vân và vân vân, nó sát với thực tế thì đó là bài đọc dễ. Ví dụ như là sự tác động của Internet, hoặc là sự tác động của nền kinh tế thị trường, hay là cái xu hướng sống xin lỗi các bạn, hoặc là cái xu hướng sống của bạn trẻ hiện nay, cái xu hướng của bạn trẻ hiện nay sống như thế nào, ra làm sao, nó mang, hoặc là vấn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nó như thế nào, là nó liên đới tới xã hội, thì đây là bài đọc easy. Còn cái bài đọc nào nó thiên hướng về khoa học và nghiên cứu, giống là như là nghiên cứu về thuật toán chia đẻ trị, hoặc là những cái thuật toán AI, hoặc là về nó, nói chung là nó liên đới đến cái mảng khoa học, hay nói khách khác trong cái bài đọc này á, thì nó vì sao nó lại liên đới tới khoa học, thì nó nghiên cứu về cái giấc ngủ con người, là con người là nó chỉ phù hợp với những người nào muốn nghiên cứu và muốn học hỏi, muốn tìm tòi thêm về khoa học mà thôi. Chứ những người mà gọi là bình dân á, thì những người gọi là bình dân á thì không thể nào mà, những người nào bình dân á thì không thể nào mà hiểu mà nó tận tường được. Hay nói cách khác á, là những người bình dân họ không có hiểu sâu về khoa học, những người tà ma ngoại đạo họ không có hiểu gì về khoa học, và chỉ có những cái nhà khoa học họ mới thực sự hiểu sâu thôi. Đó là bài đọc khó ha, phân hóa bài đọc là như vậy đấy. Những cái video trước mình không nói, tuy nhiên bây giờ là càng làm nhiều bài đọc là coi như là mình càng thấm tháp thêm rồi. Và mình cũng nói luôn á là mình cũng là dân IT, hay là dân computer science, là nói chung là mình là dân gọi là kỹ thuật khoa học. Đâu có chứ không phải là sai anh, nó đã nói là chứ sai anh, nó là khoa học mà mình thuộc về nghiên cứu cũng như là tìm tòi về khoa học. Do đó là những cái bài đọc về công nghệ thông tin và những cái bài đọc về những cái thuật toán thì nó thuộc dễ với mình, tuy nhiên thì nó cũng thuộc dạng hard so với lại những cái dân mà tà ma ngoại đạo, hay là những cái người dùng đại chúng như các bạn. Đấy, bây giờ chúng ta làm cái bài đọc dưới trước, bài đọc phía dưới, bài đọc internet trước nhé. Bây giờ sắp xếp như vậy, tuy nhiên em nhớ cho một điều á là cái title này là em làm sau cùng nha. Cái chữ title là em làm sau cùng nha, chứ đừng làm trước. Cái chữ title này làm sau cùng, được chưa nào? Thường thường là em đọc hết cái bài rồi sau đó em mới làm cái chữ title, em mới suy được cái tiêu đề của cái bài báo nó nói cái gì, được chưa? Do đó là em để ý là chữ title là sau cùng, làm sau cùng, có nghĩa là mình đọc hết cái bài đọc rồi mình hiểu, thực sự hiểu được cái bài đọc nó nói cái gì, rồi mình mới suy ra được là mình mới suy ra được là cái bài đọc họ muốn gửi gắm cái điều gì, hay nói cách khác là cái chủ đề của bài đọc điều gì. Có nghĩa là mình phải hiểu được cái bài đọc mình nói cái gì rồi mình mới
biết được cái chủ đề của bài đọc nó là cái gì. Bây giờ sang câu số 45, họ chỉ rõ ra là paragraph 2. Vậy thì em lật lên paragraph 2 là cái đoạn số 2 đây. 1, 2, 3, 4. Đấy. 1, 2, 3, 4. Read a page online. Em tìm trong cái đoạn này, cái đoạn văn này, cái chỗ nào read online đây. Online reading là cái khúc này em nhé. Ở online reading bây giờ mình phải thu nhỏ màn hình lại thôi. Đây, thu nhỏ màn hình để dễ thấy không? Ok. À, in online reading, bạn không đọc hết cái trang, bạn không hề đọc cái trang đầu tiên. Để ý trong cái câu này, câu mình đang gạch đây. Never finish it. Start reading a page. Start reading a page. Có nghĩa là đã đọc, có nghĩa là mình bắt đầu mình đọc một cái trang, thì vô hình trong là mình đã đọc trang đầu tiên rồi ấy mà. Do đó câu C tạm biệt chim én. Tuy nhiên never finish it có nghĩa là bằng đọc hết cuốn sách, đọc từ đầu đến đuôi luôn. Nhưng mà chữ never finish có nghĩa là mình đọc dở dở ương thôi. Do đó là câu B đi, có nghĩa là mình đọc hết từ đầu đến đuôi. Mà họ nói là mình đọc online là mình chỉ đọc dở dở ương thôi. Do đó câu B đi là trật nghĩa rồi, là mình loại. Còn lại A và D. A và D người ta nói gì? Người ta nói là never finish có nghĩa là đọc kiểu dở dở ương. Thì đọc kiểu dở dở ương thì may not finish reading thôi. Thì không phải nghĩa là đọc kiểu dở dở ương. Do đó là câu A. Đơn giản vậy thôi. Tiếp theo bây giờ câu số 46. Câu số 46 ở đây người ta học nhân đạo ở chỗ là in động từ. Họ còn vẽ đường cho hươu chạy luôn là ở paragraph 3. Thì em lên paragraph 3 em tìm là em chỉ máu vào cái này thôi. Chứ thường thường là một số đề người ta học ác đó. Một số cái đề là họ không có cho cái paragraph 3 đâu. Mình phải tìm cái chữ in động ở trong cái bài viết này. Như cái đề đi là người ra đề là họ phải nói thẳng là họ nhân đạo lắm đấy, nói thẳng là như vậy. Doing many talk có nghĩa là khi mà đọc sách online thì cái đầu óc của chúng ta nó tốt hơn là làm nhiều cái tác vụ, nghĩa là talk đi có nghĩa là tác vụ hoặc là công việc. Và cái chữ multitask đi, em nhớ cho là đa tác vụ, làm nhiều việc. Nghĩa bình dân là làm nhiều việc. Còn nghĩa trong công nghệ thông tin là đa nhiệm em nhớ. Nghĩa trong công nghệ thông tin là đa nhiệm. Chả đa nhiệm được hay không là multitask. Đấy. Task đây làm nhiều công việc. Nhiều công việc là... này thôi. Theo sang 47, x. X này có nghĩa là bổ sung cho cái gì. Đọc vào đây, xét trong khía cạnh câu này, X này là chỉ bổ sung cho multitask thôi. Có nghĩa là đọc, có nghĩa là đa nhiệm nó tốt. Tuy nhiên đa nhiệm thì tốt, tuy nhiên nó đây là đa nhiệm đấy các bạn. Đó là nó refer to multitask. Đấy. Tiếp theo sang câu số 48, insight. Insight là đọc cái đoạn này, đọc cái câu này. Most likely to analyze có nghĩa là một số người họ không thích đọc theo cái kiểu nghiêm túc chỉnh chu, hoặc là có những cái trải nghiệm thực tế khi đọc. Có nghĩa là khi đọc là mình phải liên đới đến thực tế. Insight có nghĩa là đào sâu đến thực tế hoặc là khám phá nó rộng rãi hơn. Em biết ở trên VTV4 nó có cái chương trình này. Trên VTV4 nha. Insight. Trên VTV4 có cái chương trình này sau bản tin thời tiết du lịch. Thường thường là sau cỡ 10 giờ kém. Sau bản tin thời tiết du lịch.
là có cái chương trình này Insight into Việt Nam, có nghĩa là khám phá Việt Nam. Vậy từ chữ Insight này là có nghĩa là khám phá, hoặc là đào sâu, hoặc là nhìn xa trông rộng, có nghĩa là mình đọc sách. Trong cái nghĩa bài văn này là mình đọc sách, là mình nhìn xa trông rộng những cái câu, cái chữ của họ nói cái gì. Vậy thì Insight có nghĩa là status này có nghĩa là dòng trạng thái, trật. Respect là mong đợi, trật. Attitude thái độ, trật. Vậy là understanding. Understanding ở đây là những cái tầm hiểu biết, hay nói cách khác là những cái gì, những cái tinh hoa gì mà tác giả muốn gửi gắm, hay nói cách khác là mình đào sâu những gì mà mình đào sâu vào những gì mà tác giả họ nói. Hay nói cách khác là cái understanding nghĩa là hiểu biết đó. Có nghĩa là cái chương trình Insight into Việt Nam này có nghĩa là mình xem cái chương trình này là mình hiểu biết nhiều hơn về cái đất nước Việt Nam. Hiểu biết và mình có được những cái tri thức về Việt Nam, đại loại là như thế. Đây. Bây giờ sang câu số 4 đi chứ. Not true according to the best thing, là có nghĩa là em phải đọc hết cái đoạn văn này, đọc hết cái bài này luôn. Read online, cách đọc, đọc sách online nó giống hệt như là đọc sách bình thường. Câu này là nó trật bài rồi em ạ. À. Bởi vì sao? Bởi vì là câu số 45 này là chúng ta vừa mới phân tích rồi nè. Chưa nào? Não của chúng ta tiếp cận nhanh với cuộc sống hiện đại. Bây giờ đọc. Đây. New generation. Đây. Đây là một câu và đây cũng là một câu nhé. Tuy nhiên, cái chữ modern world này thì em làm ơn em tìm cái nào nó có chữ modern world đây, là cái đoạn này đây. Cuộc sống thay đổi và chúng ta phải thích nghi. Appropriately changing có nghĩa là chúng ta sẵn sàng thích nghi. Sẵn sàng thích nghi. Sẵn sàng thích nghi và đáp ứng được những cái nhu cầu hiện đại. Probably. Probably. Bây giờ possibly. Possibly là chắc chắn. Lẫn bằng với chữ sway mà là chắc chắn tuyệt đối. Còn cái chữ probability. Mấy đứa học toán chưa? Ký hiệu của chữ P trong xác suất là gì ạ? Ký hiệu của xác suất là chữ P. P ở đây là probability nè em này. Là có nghĩa là xác suất thôi, nó không có tuyệt đối. Xác suất thôi chứ nó không có chính xác tuyệt đối. Do đó đáp án là câu B này là trật. Được chưa? Possibility là chắc chắn trăm, còn cái chữ probability cái xác suất thay đổi thôi. Có nghĩa là người giàu thích nó nghi không được, người trẻ thích nó nghi nhanh, còn người giàu thích nghi không được. Do đó là loại câu B. Chưa nào? Tiếp theo sang câu C. Câu C. Làm việc đa nhiệm có nghĩa là mình làm việc nhiều nhiều công việc cùng một lúc, nó giúp cho chúng ta làm việc nhanh và suy nghĩ nó thấu đáo hơn. Suy nghĩ nó thấu đáo hơn thì hãy đọc đoạn văn này nhé. Suy nghĩ nó có thấu đáo hơn hay không? Suy nghĩ có thấu đáo hơn hay không? Suy nghĩ có thấu đáo hơn hay không thì câu này nói lên tất cả. Nó khó để chúng ta hiểu sâu hơn. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi các bạn. Suy nghĩ có thấu đáo hơn thì nó không có suy nghĩ thấu đáo rồi. Nó khó để mà hiểu sâu, bởi vì là mình phải làm việc này việc khác chứ mình không có thể tập trung vào một công việc được. Do đó là câu C đi là tạm biệt. Không có đúng. Giờ đó đáp án là câu đi. Chưa. Bây giờ sang câu 50. Câu 50. Chúng ta học được gì từ đoạn văn? Nãy giờ là mổ xẻ hơi bị nhiều đó. Cái não của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong cách truyền thống. Mà đây là the notes. Có nghĩa là mình đọc sách theo cách truyền thống, mình vừa đọc vừa ngẫm. Rồi. Câu B. Cách truyền thống nó giúp cho chúng ta đọc sâu hơn. Đúng. Đọc online mình đọc cái chữ word cả quặng rồi mình
không có đọc sau, có nghĩa là mình vừa chơi game mà mình vừa đọc sách cũng có thể. Đọc online là mình chỉ ngồi đi máy tính, mà sẵn máy tính nó có game cái mình chơi game luôn, do đó mình học cũng sao. Nhưng mà đọc sách giấy là chỉ sách giấy thôi, chứ không có game có gì trong sách. Mình chỉ cầm cuốn sách mà đọc 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 thế thôi đó. Thường thường là mình đọc sách điện tử là nó được không, nhưng vì sách điện tử là ngoài sách ra thì trên cái máy tính, trên cái điện thoại của mình có cài Facebook phải đồ, là nhiều khi là bạn bè hoặc là đồng nghiệp của mình nó nhắn tin nó bắt mình làm việc thì mình dễ bị phân tâm, mình không thể nào mình thổi hồn vào cuốn sách. Nhưng mà khi mà mình đọc sách giấy lên rồi á thì mình không phải bận tâm gì đến Facebook, Zalo ấy, mình bởi vì là mình không tiếp xúc với máy tính hoặc là điện thoại, thì sếp làm phiền mình cũng mặc kệ, hoặc là bạn của mình có hỏi này hỏi nọ thì mình cũng mặc kệ, mình không quan tâm. Bởi vì là mình chỉ khi mình đã cầm một khi mình đã cầm cuốn sách trên tay rồi á thì mình chỉ tập trung vào và mình thổi, mình đang thổi cái hồn vào cuốn sách mà thôi đấy. Do đó là đáp án là câu B nha, nhìn vào câu B là đúng rồi. Vì sao câu D là sai? Câu D nó là đấy, deep breathing skill, kỹ thuật nó như thế là đủ để loại rồi. Ok. Ngày xưa đọc ít đọc nhiều, bây giờ có một số. Xin lỗi các bạn, hôm nay sức khỏe của mình không được tốt cho nên là thi thoảng là có nhiều cái sự cố không mong muốn. Tiếp theo bây giờ câu 50. Câu 50. Ngày xưa không có điện thoại máy tính, đọc sách nhiều hơn, bây giờ có điện thoại máy tính thì đọc ít lại. Câu này nó chỉ đúng một cách tương đối thôi các bạn nha. Mình đây là mình sinh năm 2000 là mình thuộc Gen Z. Tuy nhiên mình vẫn thích cái cách là mình đọc sách giấy hơn sách điện thoại. Bởi vì ban nãy là mình vừa mới phân tích rồi đó. Bây giờ ban nãy là mình vừa mới phân tích đó, là đọc sách giấy là coi như là mình dễ dàng tập trung đọc, mình không bị sếp hay là bạn làm phiền, hay là mình không có phải vừa là đọc sách vừa chơi game. Khi mà mình cầm cuốn sách giấy là mình chỉ đọc đọc và đọc thôi, mình do đó là mình chỉ thích đọc sách giấy hơn, sau là mình thích đọc sách điện tử hơn. Mình thuộc thế hệ Gen Z, mình thuộc thế hệ Gen Z, tự nhiên mình rất là thích đọc sách giấy hơn. Không biết ở đây là có bạn nào Gen Z mà có cùng cái sở thích như mình không? Đương nhiên là cũng hiếm. Tuy nhiên thì một cái lời khuyên chân thành là nên đọc sách giấy nhiều hơn. Và đọc sách cũng là một cái thói quen có lợi. Đọc sách là một cái thói quen có lợi. Và thông qua sách thì mình có thể hiểu hơn về cuộc sống này, hoặc là hiểu được là tác giả muốn gửi gắm những cái gì trong sách này, để mà mình từ những cái chữ mà tác giả họ gửi gắm thì mình sống tốt lên, mình sống tích cực hơn đấy. Giờ đó là đáp án là câu B. Vậy thì quay ngược lại câu 44. Câu 44 tiêu đề của nó là gì? Tựa đề của nó là đọc sách ít thì nó có tác hại hay không? Đương nhiên là có. Vì sao phải loại câu B và câu D? Writing loại đọc nó không có liên đới gì đến công nghệ hết. Mặc dù công nghệ 4.0 tuy nhiên nó cách đọc truyền thống thì nó vẫn như vậy thôi. Đọc rất nhiều thì tôi ghi đọc mắc cầu chuyện và đó là đọc xe. Càng ít đọc sách thì nó có hệ lụy gì đó, có nghĩa là cái bài đọc này nó nói về là những cái vấn đề xã hội, là văn hóa đọc của các bạn trẻ ngày nay. Okay. Bây giờ sang bài đọc ở phía trên. Paragraph 1 thì em chú tâm vào paragraph 1. Cái gì nó ảnh hưởng đến, cái gì nó bị ảnh hưởng đến giấc ngủ? Cảm xúc này có. Behavior có note và memory. Ở đây nó là note mention là không có đề cập ngoài ba thứ trên là đây rồi. Bây giờ sang câu số 41. Hậu quả của việc thiếu ngủ là gì? Đoạn số 2. Hậu quả của việc thiếu ngủ
là làm việc nó không có được hiệu quả, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ nổi giận, tư duy kém. Đấy, có nghĩa là thiếu ngủ là coi như ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Đây, thiếu ngủ nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Câu số 42. Intelligent có nghĩa là người thông minh, là clever person. Intelligent là nó đồng nghĩa với clever. Và câu số 43. Số 43 giây này là ai? Câu số 43. Phải đọc hết cả cái đoạn cuối này luôn em nhé. Những người mà ngủ nhiều trong mùa đông thì mùa hè họ ngủ ít lại. Dây có nghĩa là họ họ là ai? Họ là những cái người này nè em ạ. Họ là những cái người mà thường xuyên ngủ đông ấy. People. Vậy thì bài đọc nó nói gì? Ý nghĩa của bài đọc này chủ yếu nó đề cập đến cái gì? Bài đọc này nó đề cập chủ yếu đến dậy sớm thì không có liên quan gì rồi. Nguyên nhân của việc mất giấc ngủ không có nói gì luôn. Cách nào nó không có đưa ra những cái tip nào hết trơn á. Nó chỉ thuộc dạng là nghiên cứu về thiếu ngủ rồi về cái tác hại của việc không ngủ thôi. Chứ nó không có nói nguyên, nó cũng chả nói về nguyên nhân. Mà nó cũng chả gợi ý cho mình một cái tip nào đó để ngủ cho nó ngon. Vậy thì cái bài đọc này là nó chung chung á là ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe như thế nào. Nãy giờ là cái câu số 2 của 41 này là mình đã phân tích rồi. Câu số 41 này là hậu quả của việc thiếu ngủ là gì, từ đó mình suy ra được cái bài đọc người ta đang nói về ý nghĩa của giấc ngủ đối với sức khỏe. Vậy thì chúng ta đã đi hết cái đề minh họa của bộ năm nay. Và cái đề năm nay theo mình nhận định đó là cái đề minh họa thì nó dễ thật sự luôn. Và các bạn dễ dàng cầm được điểm 9, điểm 10 trên tay. Rất là dễ dàng. Tuy nhiên đừng vì thế mà chủ quan các bạn nhé. Đề minh họa dễ thì đề thi thật nó sẽ khó. Do đó các bạn cần phải ôn luyện nhiều hơn. Các bạn phải tập trung nhiều hơn vào cái việc ôn luyện cũng như là học cho nó nghiêm túc chỉnh chu. Đây. Đề thì minh họa dễ, không có nghĩa là đề thi dễ. Cũng giống như năm 2018 thôi, cái năm 2018 là đề minh họa thì nó dễ thật sự đó, nhưng mà khi mà đi thi rồi là coi như là đề nó khó hơn rất là nhiều. Vậy đó là cái năm 2018 là cái đề thi nó khó, do đó là các em phải tập trung ngay từ bây giờ, tập trung ôn luyện cho nó nghiêm túc đi. Và nhớ những cái điểm ngữ pháp, những gì mình nói ban nãy, những cái điểm ngữ pháp quan trọng mình nói ban nãy. Và cái video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn, các em đã quan tâm theo dõi. Và chúc cho các bạn, các em có những cái ngày nghỉ lễ vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân.